chào cả nhà. Hôm nay gia đình bé Ú có mặt ở St. Louis. Tụi này lái xe từ Houston đến đây khoảng 13-14 tiếng đồng hồ. Ở đây có rất là nhiều đồi, phong cảnh rất đẹp, có rất nhiều cây cối. Và trên đường đi cũng thấy rất nhiều đất nông nghiệp. Thì tụi này muốn đến Six Flags để xem nó ra sao. Thì trước khi đến đó thì tụi này cho cả nhà coi phong cảnh trên đường đi. Có rất nhiều đá hai bên hông của cái highway đó. Tại vì họ phải, ở đây chắc nó có núi đó, họ phải nổ để làm cái đường chính giữa đó. Thì đi thấy hai bên hông có nhiều đá lắm. Đi ngang thấy cái Missouri River, cho nên tụi này đáp xe vô để xuống đi bộ ngắm một chút, sẵn chia sẻ cho cả nhà luôn nha. Đứng ở đây gió thổi rất mát, nhìn xuống thấy có cái công viên và cái đường đi bộ ở dưới, và cái sông nó rất là lớn. So we happen to see the Missouri River, so we stop in and take a little look and let you see what it's like. It's very nice and cool here, and the river is huge. There's a walking trail next to it. It's pretty nice. Missouri tiểu bang, tại vì tụi này có Diamond Pass cho nên có thể đi hết những cái Six Flags ở nước Mỹ. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình đi Six Flags ở ngoài Texas. Thì nghe nói ở đây cái Hurricane Harbor, cái công viên nước này nè, là xếp hạng thứ 8 trong những cái công viên Six Flags lớn nhất ở Mỹ. Mời cả nhà cùng theo nha. Coi hai đứa nhỏ nó giống như đi sa mạc dễ sợ. I go on a safari. Six Flags St. Louis. Oh, they still have a gate to go into. Phải vô cổng nữa, quên. Bây giờ công viên nước chỉ mở cửa cuối tuần với hôm nay Memorial Day thôi. Từ tháng 6 15 Tây tới tháng 8 11 Tây họ mới mở cửa 7 ngày. Dạ, ở đây mát mẻ dễ sợ luôn đó. Very
nice and cool here. Looks like a bell flower. Look at this bridge, có cái cầu kìa. Hàng chi đứng số 8 cũng là không có tệ nha. Hôm nay là ngày tưởng nhớ. Đông người ta standing by me đi. Ông người ta xếp hàng dễ sợ luôn. Phải mua đồ ăn tại vì mình mua nguyên năm rồi lấy được hai bữa cho nên không có bỏ qua được chỗ nào mà có bán đồ ăn hamburger gà là chạy vô liền. Bên đây bán xà lách nè. The most expensive meal item. The lazy river's closed. Oh, really? Yeah, that was the gusher thing. Oh, the gully gusher? Yeah, but you can go on the rides with us. The water park's fine. Have mine train here? Ở đây phải mướn mấy cái suit này nè. Chứ không có cho miễn phí. Ở đây mướn một cái là 10 đồng. Còn cho hai chỗ là 20. Mấy nhóc muốn đi cầu tuột. Hôm nay cái Lazy River nó kêu là Gully Washer. Nó đóng cửa, nó không có làm việc. Cái nào con muốn đi cái nào. Xếp hàng dài quá. Đóng lại cái này nè. Wow, look at all the floaties. Wow, ở đây chắc nó cũng có cho free nè. I think there's a line for it. Đây có nhiều bọ ve sầu dễ sợ luôn. Có một con ở trên cái dây anh hai nè. Bây giờ tụi này ra công viên chính thức của Six Flags. Còn công viên nước thì cũng hơi thất vọng tại vì họ đóng cửa cái Lazy River và nó chỉ có hai cái hồ bơi, hồ nước thôi à.
cho nên bé ú muốn ra đây chơi ở chỗng không có hấp dẫn như ảnh nữa. Vô đây phải chụp tấm hình làm kỷ niệm. Trò chơi này nè, nó kêu là Rookie Racer. Tới phiên tụi này thì họ đóng không làm nữa tại vì mưa xuống cho nên không được chơi nữa. Bây giờ tụi này phải đi lấy đồ ăn rồi đi về thôi. Này ở đây ăn barbecue, một bánh mì pulled pork. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ. Xin hẹn ngày tái ngộ. Thank you so much for watching and supporting our channel. Until next time. Bye bye. Bye bye.